Quốc gia Việt Nam dự thi Olympic vật lý châu Á năm 2024 đều giành được huy chương, gồm một huy chương vàng, một huy chương bạc, sáu huy chương đồng. Đây là kết quả vượt trội so với những năm trước. Cụ thể, huy chương vàng thuộc về em Thân Thế Công, học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Em Hà Duyên Phúc, học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa, giành huy chương bạc. Kỳ thi Olympic vật lý châu Á lần thứ 24 được tổ chức từ ngày mùng 3 tháng 6 đến ngày mùng 10 tháng 6 tại Malaysia, có sự tham gia của 28 đội đoàn từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ với 208 thí sinh dự thi.